Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Mô Tô Vlog, Con Béo Mô Tô Hà Đông. Hôm nay trời khá là mưa, mưa rất là to nên là mình không thể quay ở ngoài trời được. Mình mượn cái showroom của anh em QT Mô Tô. Hôm nay để đăng bán cho anh em chiếc Yamaha MT-15 đăng ký tháng 10 năm 2021, chính chủ một đời chủ. Và xe này lên rất nhiều đồ chơi nhá, mà giá lại cực kỳ là hợp lý luôn. Con này giá chỉ có 5x triệu và x cực kỳ là nhỏ bé đáng yêu, xe độ full rất là nhiều. Cái này thì đầu tiên là anh em là lên là thấy nó màu nó đổi khác đúng không? Đề mi zin của nó màu trắng, con này là thay đề mi A11. Các bạn có thể chỉnh theo tông màu đỏ, trắng, xanh, tím, hồng rồi vàng viết theo đúng anh em thích theo màu. Đấy, mình thì mất rất thích cái màu tím hồng này nhá. Đấy, hồng cánh sen. Đấy, gạt xi nhan sang này. Đấy. Cái này thì anh em vào app để chỉnh thôi, nó rất là đơn giản. Đấy. Các bạn có thể chỉnh theo mong muốn, xi nhan thì gạt lên. Con xe này ấy thì là mình còn đang chờ đây, nếu anh em nào thích lắp thêm cái mão CNC lên nữa hoặc kính chắn gió lên thì đẹp hết bài. Đây, cái bộ đút cầm giống con Honda CB 650R, Yamaha MT-09 Gen 2 hay là mấy chiếc xe đút cầm khác như là Z650, Ninja 650. Đây là cây đút cầm, và bây giờ thì thời gian này thì công an đang làm khá là gắt về cái việc độ bô. Đấy, nó độ bô và tiếng nó quá to thì hay bị chốt một vẫy vào. Thì đây, mình đã làm theo cây bô theo đúng yêu cầu của anh em, trầm bấm bô tiếng như móc, chạy xèo sai như sai gì. Đấy, và con xe này nhá, thì khi mà anh em lên cái bô này rồi thì lắp đặt như zin luôn anh em. Chúng ta tháo cái bô cũ ra, lắp cái bô mới vào là xong. Bô này có bán tại hệ thống QT Moto. Em ơi, bao tiền nhỉ? Cái nào anh? Cái bô này ấy, bô đứt gầm 3 triệu 250 nghìn. 3 triệu 250 nghìn cho cái bô anh em mua xe, mình tặng luôn anh em cái bô này. Giá 5x triệu, ok. Chúng ta cùng xem cái đống đồ chơi lên xe và x nó bao nhiêu. Chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu nhá. Chào mừng anh em quay trở lại. Đây, đầu tiên trước khi anh em mua xe thì mình xin thưa anh em mà chiếc xe này là biển thành phố Hải Phòng, đi 20.000 cây, 277 km, 20.000 cây, và xe đã được bảo dưỡng lúc 15.000 cây, tức là anh em đi thêm khoảng tầm 7.000 cây nữa. Đấy, 7.000 cây nữa thì anh em bảo dưỡng và thay nước mát, còn dầu máy thì đi 2.500 cây. Thì anh em nào mua xe là mình thay luôn chai dầu máy trước mặt anh em luôn, 2.500 cây mới cần phải thay dầu lại. Cái gì nữa? Tiếp theo nữa là gì? Xe này mình bao check cho anh em ở Yamaha Tower, gara bất kỳ hay là thợ xe bất kỳ đến kiểm tra xe các thứ thoải mái. Đấy, xe rất là liền lạc và đều. Xe 2.000 cây nhưng rất mới nha anh em, chủ cực kỳ giữ luôn. Và tiếp theo nữa là gì? Xe rút hồ sơ thoải mái, sang tên thoải mái luôn anh em. Anh em có nhu cầu mà cần sang tên thì ra Tết chúng ta sẽ làm sang tên, rút hồ sơ. Đấy, chiếc xe này như mình đã nói ban đầu 5x triệu, mình bán với giá 53 triệu cho một cái đống đồ chơi xe rất nhiều. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy là những cái đồ cơ bản như là chống đổ này, chân chống giữa này. Đấy, Yamaha đều đã lắp. Chủ xe còn anh em biết là anh em nào đang đi R15V3 hay MT15 ấy thì cái đèn zin ấy, đây các bạn nhìn thấy không, cái đèn phi cầu zin này. Đấy, nó có ánh sáng của mình đây, nó rất là tối. Đấy, khi mình bật con Kenzo lên, đấy các bạn thấy nó sáng không? Đấy, mà đây là ban ngày luôn nhá, nó sáng này. Con này là sử dụng con Kenzo Z20 anh em, đây lắp ở đây. Kenzo Z20, con này thì cực kỳ là sáng, huyền thoại rồi. Đấy, mà lắp lên rất gọn luôn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Khi
khi mà ấy lên này, gần như là ít người sẽ để ý đến đôi đèn trợ sáng này. À, đi phố, đi tour rồi là các thứ thì đôi Z20 này nó đều đáp ứng được. Còn nếu mà anh em muốn lại thành thần đèn thì lắp thêm cho mình một đôi đèn ở chống đổ nữa là xong. Tiếp theo nữa, chủ xe lắp che két 7 màu, xanh vàng 7 màu của Thái Lan. À, rất là nhiều đồ chơi màu vàng chủ xe nhấn nhá lên, vì là chủ xe là phối hai tông màu chính là xanh vàng anh em. Đây, che két 7 màu à. Đấy. Tiếp theo nữa là ốp lưới CNC 7 màu vàng à. Che hông vàng à. Anh em nào mà có điều kiện mua con này, xong rồi đập thêm cho mình cái lốc nồi trong suốt màu vàng nữa. Ui trời ơi, hết bài luôn. Xi nhan thì chủ xe sử dụng là đôi trước là xi nhan Speedivit M1 cho nó gọn. Đấy. Rất là sáng nha anh em. Đấy, cái này mà bảo không nhìn thấy xi nhan nữa thì tôi đến ạ luôn, đúng không anh em? Ạ luôn. Đằng sau thì chủ xe lại là chơi rè MT09 lên đi quả xi nhan Speedivit. Các bạn thấy không? Đấy. Bên này vẫn là đề mi màu đỏ nhá. Còn bên này chạy đuổi này. Đấy. Lốp thì vẫn là lốp zin, còn rất là ngon, anh em vẫn có thể sử dụng được tiếp. Nhông xích đĩa thì chủ xe đã thay bộ nhông xích Rector. Đấy, bộ nhông xích Rector xích DID có phớt cao su. Rè nối dài cũng đã lên nhá. Ốc titan là thay hết rồi anh em. Thay hết ốc này. Ốc vỏ này, ốc máy này, ốc mỏ cây này. Ốc là lên gần full hết rồi các bạn ơi. Ốc titan lên là không còn cái gì nữa rồi. Đấy, đàn ghi đông thì ngoài cái ấy ra thì chủ ngoài bộ tổng phanh tổng côn Racing Boy S1 rất là nhẹ côn này ra, chủ xe còn lên thêm cái kẹp điện thoại để đi tour. Rè MT09 này 1.350.000. Tiếp theo là bố đút gầm. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này mình đánh giá là rất là đẹp luôn, và đồ chơi thì quá trời đồ luôn. Nó chỉ còn một vài cái món đồ chơi là cá nhân hóa các bạn muốn lên thôi, như là bao tay này, mão này, hay là lốc nồi trong suốt này, hay là ốc 7 nâng CNC màu vàng hoặc màu đen hoặc màu xanh này. Đây này, thay luôn cả 7 này để làm 7 nâng CNC, còn không thì chúng ta lắp cái ốc 7 ở đây cũng được. Cái này mình tặng luôn. À, má phanh này anh em này, xe đã 20.000 cây, má phanh bảo dưỡng bảo riếc thay mới hết này. Rất là ngon luôn. Chủ ghi cực kỳ là giữ. Xe này thì mình bán với giá 53 triệu. Anh em xem xe trực tiếp tại B23 Bồ Hòa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Còn nếu anh em nào đã có MT15 rồi hay là XR rồi, muốn ủng hộ mình cây bô thì mình xin cảm ơn, xin đa tạ anh em. Bô này thì lắp được cho Yamaha R15 V3, Yamaha R15M, hay là anh em XR đút gầm, hay anh em Yamaha MT15 đút gầm đều chạy được hết, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye các bạn nhé.